Tranh gỗ hoa sen mà đục 4cm thì sẽ kênh bông như thế nào? Và đây là hai bức tranh hoa sen dày 4cm mà chúng tôi đã đục ở trên phôi gỗ gụ. Và ban đầu thì bác khách cũng cảm thấy rất là lăn tăn là 4cm như này thì liệu có đủ cái độ kênh bông và các tầng lớp hay không. Thế thì sau khi hoàn thiện như này, chúng ta đã nhìn thấy các cái con chuồn chuồn đã được đục kênh lên các cái cánh này. Rồi các cái tầng lớp của bông hoa sen, ví dụ như là cái đài này, đè lên trên cái lá này, mép lá vẫn cứ đủ kênh bông này. Cả một cái bông hoa nở to đều đè được lên cái lá và cái cuống. Rồi các cái lớp lang từ bên trên xuống bên dưới, hay là những cái chú cá này cũng đều được chúng tôi đục kênh các cái vây của cái lưng lên để tạo ra một cái đường rất là cong mềm mại của cái thân cá cùng với là cái độ kênh bong của cái vây. Ở cái vây hai bên đây cũng như vậy. Và đến với chúng tôi thì không những là tranh dày và kể cả tranh mỏng với cái lối vẽ kênh bong như thế này để tạo ra các cái đường nét, thì quý vị hoàn toàn yên tâm là dù dày hay mỏng thì chúng tôi đều tạo ra được các cái khối và tạo ra cái kênh bong đúng theo cái yêu cầu của quý vị nhé.